trong canh tác lúa, giai đoạn từ làm đồng đến trổ chín là cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lúa về sau. Giai đoạn này cần có sự tác động để lúa hình thành đồng to, trổ nhanh, an toàn và sạch bệnh. Bên cạnh việc bón phân cân đối vừa đủ, thì bà con cũng phải hết sức thận trọng với các loại dịch hại trong giai đoạn này. Hiện nay, với thời tiết nắng nóng, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch hại phát triển, đặc biệt là bệnh cháy bìa lá do vi khuẩn gây ra. Bệnh cháy bìa lá do một cái chủng loại vi khuẩn nó xâm nhập vào trong lá lúa thì nó khu trú ở trong cái mạch nhựa. Do nó ở trong mạch nhựa cho nên rất khó trị nó. Vì vậy mà chúng ta cần phải quan tâm trong cái vấn đề quản lý nó. Sau khi mà lúa trổ, bệnh cháy bìa lá nó xuất hiện trên ruộng và nó lây lan rất là nhanh. Và nó lây lan càng nhiều chừng nào thì nó gây ảnh hưởng năng suất nhiều chừng đó. Do đó chúng ta phải theo dõi ruộng thật sớm và thường xuyên để mà chúng ta phát hiện ra bệnh thì chúng ta dây cái khu vực mà có bệnh đó, chúng ta phun thuốc ở khu vực đó và chặn đứng nó, đừng cho nó lây lan ra. Và cứ mỗi 4-5 ngày chúng ta phun thuốc một lần và như vậy thì chúng ta sẽ chặn đứng, sẽ không có ảnh hưởng năng suất đáng kể. Biomycin 40.5 WB, giải pháp hữu hiệu đặc trị bệnh cháy bìa lá do vi khuẩn trên lúa của công ty Tân Thành. Biomycin 40.5 WB có tác dụng tiếp xúc và nội hấp cực mạnh với hoạt chất Pronobol, oxy hóa nhóm Megapto của enzyme vi khuẩn và ức chế men dehydrogenase làm tê liệt màng tế bào, phá vỡ cấu trúc màng tế bào vi khuẩn. Hiệu quả của thuốc thể hiện ở thời điểm 2 đến 3 ngày sau khi phun và có tác động ngăn không cho vi khuẩn tấn công sang lúa chưa nhiễm bệnh. Biomycin 40.5 WB đã được kiểm chứng trên nhiều ruộng lúa và cho thấy hiệu quả tối ưu. Kết quả thực nghiệm với các cơ quan chuyên ngành cho thấy Biomycin 40.5 WB làm khô nhanh vết bệnh sau 2 ngày phun, ngăn không cho vi khuẩn tấn công sang vùng lúa chưa nhiễm bệnh và bảo vệ lúa khỏi sự tấn công của vi khuẩn trong 7 ngày sau khi phun. Lúa tôi nay được 52 ngày tôi đi thăm đồng là gặp dịch bệnh vi khuẩn nó cháy bìa lá là bên công ty Tân Thành có đưa Biomycin tôi xịt trong vòng 3 ngày sau là dịch bệnh nó khô rất là nhanh mà lúa lá lúa nó vẫn bóng. Thuốc này là đạt hiệu quả rất cao. Biomycin của Tân Thành mới ra thì tôi có sử dụng thì tôi thấy rằng là cái giai đoạn phát triển bệnh thì tôi cũng có xịt thì 3 ngày sau thì vết bệnh đứng lại, đồng thời những cái khu vực xung quanh là không có bị lây lan. Ở trong quá trình sử dụng cái Biomycin của công ty Tân Thành thì là sau khi sử dụng thì lúa vẫn phát triển tốt, không có ảnh hưởng gì đến bộ lá. Biomycin 40.5 WB, sản phẩm đặc trị bệnh cháy bìa lá trên lúa, giúp bà con nông dân an tâm cho cây lúa khỏe, trổ an toàn. Tân Thành cho năng suất xanh.